Hello, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cường. Mình là Cường Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cường lại chia sẻ anh em một hai tấm mặt bàn đây anh em nhé. Hai tấm mặt bàn gỗ gõ đỏ ba chi. Thì ai mà đã theo dõi Cường khi mà sẻ trực tiếp cái cây này rồi thì anh em sẽ rõ hơn, chi tiết hơn. Thì trong video này thì Cường sẽ chia sẻ anh em thứ nhất là về cái kích thước của nó, thứ hai là về cái vân của nó và thứ ba là về cách nhận biết của nó. Thì làm thế nào là để nhận biết được gỗ gõ đỏ ba chi thì lắm anh em là chưa rõ đâu, nhưng mà Cường sẽ chia sẻ anh em về những cái loại vân gỗ ở xưởng mà Cường có đây, thì để anh em hình dung ra được, chi tiết ra được về mọi thứ anh em định mua anh em nhé. Thì trước tiên là Cường muốn chia sẻ anh em về cái tấm gỗ gõ đỏ ba chi. Nếu mà so ra thì là tấm gỗ gõ đỏ ba chi này thì là nó sẽ nằm trên chốc tấm này. Thì tấm này thì khi mà xẻ thì Cường có thống nhất với lại em Cường là người trực tiếp xẻ là xẻ tấm này dày 10 phân anh em nhé, để làm một cái tấm mặt bàn gỗ gõ đỏ ba chi. Thì nếu mà 10 phân thì tấm này khi mà rong vuông đi một phần đây thì chỉ lấy rộng vào tầm 90 thôi anh em nhé. Tầm 90 tấm này là rất là đẹp. Tấm 90 cái tấm này này. Còn độ dài của nó đây Cường sẽ đo luôn xem dài bao nhiêu, Cường báo luôn anh em này. Thì tấm này hiện tại đang là dài vào 3m6 anh em ạ. Đấy, nếu cắt đẹp đẽ đâu đấy là lấy vào tầm 3m6 hoặc là 3m. Đấy là tùy vào anh em phù hợp với không gian nhà mình. Thì anh em có thể chia sẻ cho Cường để Cường có thể tư vấn anh em một cách là sâu hơn, chi tiết hơn anh em nhé. Còn về cái tấm gỗ gõ bên cạnh đây cũng là một tấm gỗ gõ đỏ ba chi, nhưng tấm này thì lại nằm bên dưới của cái tấm Cường vừa cái chia sẻ đây. Thì qua thống nhất thì Cường có thống nhất với em Cường là chia sẻ tấm này là sẽ dày vào 12 anh em nhé. Còn ở dưới của nó nữa đang là dày vào 28 phân. Thì Cường chia sẻ này có anh em nào khi mà qua trực tiếp như thế, có anh em nào mà muốn làm một bộ gọi là đồng vân rộng độ khoảng tầm 90. Bộ này rộng được 95 anh em nhé. Rộng 95 thì mình sẽ lấy hai tấm dày 12 rộng 95 làm một bộ đồng vân là chấm là hết nước chấm anh em ạ. Là đẹp kinh khủng luôn. Đấy. Thì như Cường muốn chia sẻ cái thông số của bộ này một tí. Bộ này khi mà rong vuông đâu đấy thì là nó sẽ rộng vào được vào 95 phân anh em nhé. Vuông vắn đẹp đẽ là lấy 95 phân. Thì qua chia sẻ thì Cường thấy cái bộ này, cái cây ba chi này ở Cương xẻ ra thì cái rác của nó vẫn còn dùng được anh em ạ. Chỗ này ví dụ nó hơi bám rác tí cũng vẫn dùng được anh em nhá, nó không thể bung ra được đâu. Chính vì thế là Cương muốn chia sẻ anh em những cái điều mà Cương rõ về gỗ để anh em cùng nhận biết. Thì ngay sau đây Cương sẽ chia sẻ anh em về cái vân gỗ ấy này. Anh em hãy cùng Cương là theo dõi thật chi tiết anh em nhá. Về cái đường vân gỗ của nó. Như cái mùi gỗ gõ này thì nó có mùi hơi hắc hắc một tí. Anh em nào phải trực tiếp đến xưởng Cương cơ hoặc là trực tiếp đến xẻ thì anh em sẽ rõ được cái mùi của nó. Còn anh em nào mà muốn Cương gửi mẫu cho thì anh em hãy kết nối với Cương. Cương sẽ chia sẻ anh em về cái mẫu gỗ gõ đỏ để anh em có một cái cơ sở để anh em đi mua hàng nó chuẩn anh em nhé. Khi mà mình gọi là cái mua mộc như này này. Đây anh em hãy nhìn hình dung một chút về cái vân gỗ gõ. Vừa nãy thì Cương có là cái tưới nước lên nhưng mà bây giờ thì nó ráo đi rồi. Nhưng mà vẫn rõ về vân nhá anh em nhá. Anh em nhìn này. Thì tấm này là một tấm dày 12 phân. Ở dưới đó nữa thì vẫn còn đang dày vào 28 phân. Đấy, thì anh em nào quan tâm thì Cương có thể sẽ tiếp tục một tấm 12 phân nữa. Khi mà quay gọi là đây là quay đúng sáng, đúng điểm sáng đây. Anh em nhìn này. Vân VIP luôn. Đấy. Vân gỗ gõ đỏ ba chi này. Cái cây này xẻ ra thì cái vân của nó tương đối giống dòng gỗ gõ ly dê. Tại vì nó có cái vân đen này. Còn những cái đường này này, anh em nhìn nhá. Anh em mua hàng anh em phải biết này, những cái đường nó xám xám bạc bạc này này, nó là cái đường dầu của nó. Đường dầu. Dầu của gỗ. Riêng dòng gỗ gõ đỏ ba chi thì nó rất là nhiều dầu anh em nhá. Ly dê nó ít dầu hơn, hay là gala cũng vậy. Lúc nào Cương sẽ làm một cái so sánh để chia sẻ anh em, để anh em rõ ra rõ về cái gỗ gõ đỏ ly dê, gala và ba chi. Như thường khi là Cương nói nhiều về ba chi nhiều hơn
anh em nhé. Tại vì sao? Tại vì ở xưởng cương đây là chủ yếu cương làm về bá chi là nhiều anh em ạ. Đấy, chính vì thế là anh em thực sự là chi tiết về gỗ cũng như là tính chất của nó. Thì nếu anh em nào mà đang tìm hiểu về gỗ gõ bá chi cũng như